Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tổng cục Đường bộ Việt Nam xử lý 65 điểm đen phát sinh trên các quốc lộ. Công an huyện Triệu Sơn mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý xe quá tải, xe cơi nới kích thước thành thùng. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết từ đầu năm 2020 đến nay đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ xử lý 65 điểm đen tai nạn giao thông phát sinh. Nhiều năm qua, hệ thống quốc lộ được đầu tư nâng cấp cải tạo, tuy nhiên vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Một trong những nguyên nhân khiến tai nạn giao thông diễn biến phức tạp có liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông, tồn tại nhiều điểm giao cắt đồng mức, góc mở nhỏ hẹp, tầm nhìn hạn chế, thiếu các cầu vượt dân sinh cho xe máy và người đi bộ nên thường xuyên là các điểm gây ùn tắc tai nạn giao thông. Do đó, từ nay đến hết quý 1 năm 2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục xử lý khoảng 25 điểm đèn phát sinh mới. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng vừa có văn bản yêu cầu các sở giao thông vận tải tăng cường công tác giám sát và nâng cao chất lượng các kỳ sát hạch lái xe cơ giới trên toàn quốc. Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ kiểm tra đột xuất các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe của các sở giao thông vận tải. Tổng cục yêu cầu sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố tăng cường giám sát kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Việc kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác đào tạo sát hạch lái xe. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện điện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm xử lý xe quá tải, quá khổ, xe cơi nới thành thùng. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2020, Công an huyện Triệu Sơn đã huy động tối đa lực lượng, gia quân kiểm soát, cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp chủ xe, lái xe ô tô tải, vi phạm về trọng tải, tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thành thùng hàng, chở quá tải. Xe ô tô tải biển kiểm soát 36C26932 là một trong số 12 phương tiện vi phạm tải trọng chở quá tải 44% và tự ý cơi nới thùng hàng cao thêm 15 phân so với quy định giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, vừa bị đội cảnh sát giao thông trật tự của an huyện Triệu Sơn yêu cầu hạ tải tiến hành cưỡng chế cắt bỏ phần thành thùng cơi nới. Tương tự qua kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 36C22185 chở quá tải tới 73% và cơi thành thùng cao thêm 20 phân so với quy định xe, Cán bộ cảnh sát giao thông, trật tự công an huyện đã tuyên truyền, vận động lái xe tự giác chấp hành hạ tải và cắt bỏ phần thanh thùng cây nới, khôi phục lại nguyên trạng kích thước thanh thùng của xe đúng với thiết kế. Tôi có hàn cái bạt cánh để đi chở hàng á tôi quấn lên cho nó không có rơi vãi ra đường á. Thì hôm nay hôm qua thì lực lượng chức năng của Trụ Sơn có giữ và kiểm tra thì hôm nay bảo là cắt đi thì tôi cũng đồng tình thống nhất thôi. Thực hiện điện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm kiểm soát tài trọng, từ cuối tháng 11 năm 2020, Công an huyện Triệu Sơn đã huy động lực lượng trực tiếp xuống các điểm mò và đơn vị kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn, tuyên truyền vận động chủ xe, lái xe, ký cam kết chấp hành đúng tài trọng, không tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành hàng, cây nới để chở quá tải. Ngoài ra, với quan điểm không có trường hợp ngoại lệ, từ ngày mùng 1 tháng 12, Công an huyện Triệu Sơn đã ra quân kiểm soát cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm về tài trọng, cải tạo, thay đổi kết cấu thành thùng xe. Ngày 1 tháng 12, dưới sự chỉ đạo của đồng trưởng công an huyện, thì lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện phối hợp cảnh sát trật tự và một số cán bộ của công an các xã dọc cái tuyến quốc lộ 47 được huy động thì tuần tra kiểm soát và phát hiện tạm giữ tổng cộng là 12 phương tiện ô tô tải và hiện nay chúng tôi đang tiến hành hạ tải và yêu cầu các chủ phương tiện là cắt bỏ các cái phần cơi nới kích thước thành thùng để trở lại cái nguyên bản của cái xe theo quy định. Hiện nay, Công an huyện Triệu Sơn đang tiếp tục tập trung kiểm tra tại các tuyến đường dẫn vào khu vực có các điểm mỏ vật liệu xây dựng, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp xe ô tô tải vi phạm về tài trọng, tự ý thay đổi kích thước thành thùng hàng. Trường hợp chủ mỏ có xe ô tô tải cơi nới, sau khi đã bị lực lượng chức năng lập biên bản cưỡng chế cắt bỏ nhưng vẫn cố tình vi phạm. Công an huyện sẽ báo cáo Ủy ban dân huyện Triệu Sơn đề nghị rút giấy phép khai thác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.